hộ với. Anh em ơi, garanti máy này, con ba nó chỉ lên như này thôi. Anh em muốn mua những bộ máy phun thuốc sầu riêng mà phun được 400 đến 500 mét dây, thậm chí các bạn muốn phun hai vòi một lúc, các bạn không biết lựa chọn mẫu nào. Hôm nay thì bên mình có chốt chiếc 7545 trực tiếp này cho một anh trai ở trong Tây Nguyên về để phun thuốc sầu riêng. Và đây là một lựa chọn theo mình thấy hoàn toàn hợp lý. Đúng này. Thứ nhất, nó là hàng lắp ráp đồng bộ tại nhà máy. Chính vì vậy, mức độ hoàn thiện, mức độ tính toán chỉnh chu chi tiết khác bọt hoàn toàn. Đúng này. Hai bộ máy này bên mình lên cấu hình cực kỳ chất lượng cao. Anh em có thể để ý được động cơ này là động cơ Zhongsheng GB210 7,5 HP, lớn hơn so với những cái động cơ thông thường. Kết hợp với đầu áp ti xứ 645 lắp trực tiếp nhá. Lắp trực tiếp tức là động cơ này nó sẽ đồng bộ chuyển động với cả đầu áp. Ở đây anh em thắc mắc là tại sao lắp động cơ tua nhanh đúng không? Bởi vì ở cái hộp số này này, đây chính là phần bánh giảm tốc cốt biên của động cơ ra đây. Ra một cái bộ giảm tốc này về trục cốt biên của phần đầu áp. Chính vì vậy máy chạy cực kỳ khỏe, nhẹ tải. Bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem. Bộ này thì bên mình sẽ để một đầu ra là 20 mét dây kết hợp với béc 2.0 ly. Đầu ra này mình sẽ kết hợp với cả súng cao áp và 50 mét dây. Giờ mình sẽ test cho anh em xem khả năng vận hành của nó như thế nào, liệu nó có hút được hai súng một lúc không. Ở đây mình phải nói luôn là một lựa chọn cực kỳ hợp lý. Em này ăn một phát 34 lít một phút thì anh em nghĩ không mình nghĩ. Rồi mình sẽ nhờ một bạn cầm một vòi nhá, mình cầm một vòi. Nhân cầm giúp anh khẩu súng nhá. Đây bật công tắc máy này, kéo là nổ rồi, đóng gió rồi nhá, nhờ đóng gió đây. Đấy mở gió ra. Rồi. Đây. Mở vòi này. Rồi. Ga lên. Anh em ga lên rồi vào tải nhá. Vào tải này. Ga mạnh lên. Đẩy mạnh lên cho nó không rung đầu. Đấy. Không cần nhét ga 800 lại này, anh em thấy không? Béc này béc 2 ly nhá, nước này cực kỳ dày này, với súng này. Áp bao nhiêu đây? Áp bây giờ đang là 43 này, lên 53 này. Về chưa? Sang góc kia nhìn cho nó khủng. Này các bạn rửa xe luôn. Rồi. Ông nào dám phun thuốc này cầm cảm giác cầm một cái tay luôn. Rồi. Ăn hai vòi một lúc luôn. 63. Ra hai vòi, béc này 2.0 này, béc này 1.5 này. Áp 63. Phun thuốc sầu riêng thì thoải mái luôn. Rửa xe này, rửa xe được. Phê nhờ. Này. Từ vòi ra này phải 10 mét. 10 mét. Đánh nhau. Ê, máy chạy rất là ok nhá. Nào, thả cho anh em xem này. Đừng coi, đừng coi. Nghe garanti hộ với. Anh em ơi, nghe garanti máy này. Này Honda luôn. Honda nó chỉ lên như này thôi. Nó gọi là khác biệt anh em ạ. Đây mình đã làm, đã lựa chọn thì đều sử dụng những cái dòng máy cực kỳ chất lượng. Không bao giờ sử dụng cấu hình dấu vẩn. Các bạn thắc mắc về giá bộ này đúng không? 7,5 triệu bao gồm dây hút này, dây hồi này, chưa bao gồm dây da nhá và không có súng. Nguyên như thế này 7,5 triệu, miễn phí vận chuyển cho các bạn luôn. Với bộ phun thuốc này mình khẳng định luôn, đây là một xu hướng của tương lai rồi. Bởi vì cái khả năng vận hành, và các bạn thấy thiết kế cực kỳ nhỏ gọn nữa, lại là hàng đồng bộ từ nhà máy nữa. Hàng đồng bộ nó sẽ khác là như thế nào? Thì khi mà người ta lắp ráp, nhà máy họ lắp ráp, họ sẽ nghiên cứu một cách kỹ càng chi tiết hơn và đưa ra những cái sản phẩm một cách chuẩn xác,
về thông số cũng như là cái độ mix giữa hai cái dòng sản phẩm nó sẽ tối ưu hơn. Anh em có nhu cầu cứ liên hệ Bình Sơn, bên mình sẽ tư vấn hỗ trợ các bạn một cách nhanh nhất. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm, xin chào và hẹn gặp lại.